Đến hẹn lại lên thì như thường lệ chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong chuyên mục review của Dạp Chiếu Phim. Hôm nay chúng tôi mang đến cho các bạn bộ phim Lật Mặt Ba Chàng Khuyết, một tác phẩm mà có thể sẽ khiến cho các bạn cười từ đầu cho đến gần cuối của bộ phim này. Lật Mặt Ba Chàng Khuyết đã chính thức được công chiếu từ ngày 20 tháng 4 và sau những suất chiếu đầu tiên đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng của bộ phim này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng đạo diễn Lý Hải đã mang đến một bộ phim giải trí đầy thú vị. Đầu tiên thì cần phải khẳng định rằng mỗi khán giả đều có cái gu thưởng thức phim điện ảnh của mình. Vì vậy sẽ có rất nhiều những đánh giá khác nhau khi theo dõi cùng một bộ phim. Lật Mặt Ba Chàng Khuyết cũng nhận được nhiều đánh giá khác nhau từ giới truyền thông sau khi bộ phim được ra mắt. Tuy nhiên, với những tràng cười không dứt từ phía khán giả và những giọt nước mắt xúc động xuất hiện ở cuối phim thì Rạp Chiếu Phim khẳng định rằng Lật Mặt chính là một bộ phim điện ảnh giải trí đáng xem mà các bạn cần phải lưu tâm. Trong phần 3 này thì Lý Hải không còn là diễn viên chính mà anh lùi về hậu trường đảm nhận vai trò đạo diễn. Vì vậy bộ phim đã thiếu đi những cảnh hành động đặc trưng của Lý Hải. Thay vào đó là một câu chuyện khá vui vẻ về cuộc sống đời thường và hành trình đi tìm mẹ của ba chàng Khuyết cùng với hai người bạn đồng hành bất đắc dĩ. Dàn nhân vật chính trong phim bao gồm Tâm, một anh chàng cao ráo đẹp trai nhưng lại bị câm điếc từ khi còn nhỏ. Đức khỏe mạnh nhưng lại không có khả năng nhìn được thế giới xung quanh. Lộc có thể làm được rất nhiều chuyện trừ việc đứng lên và đi lại. Christine là phóng viên thực tập trong đài truyền hình. Cả Tâm, Đức và Lộc đều là trẻ mồ côi từ nhỏ và được má Tư nuôi dưỡng. Cho đến ngày má mất thì ba chàng trai quyết định cùng nhau đi làm kiếm sống. Sau rất nhiều khó khăn thì nhóm bạn cũng có được một cuộc sống ổn định khi mở được một quán chuối nướng từ bí quyết nướng chuối được một cặp vợ chồng truyền lại. Câu chuyện về nguồn gốc của món chuối nướng chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người xem không cầm được nước mắt khi bí mật sau đó được tiết lộ. Sau một chương trình truyền hình tìm người thân thì Tâm may mắn nhận được tin mẹ mình vẫn còn sống và đang trong giai đoạn nguy kịch vì bệnh tật và mong muốn được gặp mặt Tâm trước khi nhắm mắt xuôi tay. Đức và Lộc đã quyết định cùng Tâm lên đường tìm mẹ. Hành trình này còn có sự góp mặt của phóng viên Christine và cả chú Bình lái xe nữa. Cốt truyện của Lật Mặt Ba Chàng Khuyết khá đơn giản, không đánh đố người xem như những bộ phim hài của phương Tây. Nhóm bạn với những khuyết điểm trên cơ thể vô tình đã mang đến những tràng cười thú vị cho khán giả. Những tình tiết hài hước được lồng ghép khéo léo giúp cho người xem thấy được nghị lực phi thường của họ trong cuộc sống. Đồng thời đó là tình cảm sâu đậm của những con người đơn độc cùng nhau tạo dựng nên một gia đình. Họ đôi khi có những cảm xúc tiêu cực nhưng đó là điều mà hoàn toàn dễ hiểu. Bởi vì ai trong chúng ta đôi lúc cũng cảm thấy bất mãn với cuộc sống, huống chi là họ, những đứa trẻ không được hưởng tình thương trọn vẹn từ gia đình và lại phải vất vả lao động để nuôi sống bản thân. Không chỉ chú trọng về những tình huống hài trong phim, biên kịch còn lồng vào đó là một câu chuyện về gia đình, về tình mẫu tử, tình anh em và có đôi chút đó là tình yêu. Yếu tố bất ngờ trong phim không nhiều nhưng đủ khiến cho mạch cảm xúc trong phim được đẩy lên cao trào và lắng đọng trong lòng khán giả. Tất cả đã mang đến một bộ phim Lật Mặt Ba Chàng Khuyết vừa hài hước nhưng vừa nhân văn. Ngoài ra thì còn rất nhiều ý kiến nhận xét về nội dung phim lỏng lẻo, các tình tiết trong phim không thật sự logic. Tuy nhiên, với một tác phẩm giải trí thì Lật Mặt đã làm tốt khi mang đến những giây phút giải trí thoải mái cho khán giả sau thời gian làm việc và học tập vất vả. Dàn diễn viên chính trong phim đã diễn rất tròn vai khi mang đến những nhân vật vô cùng ấn tượng. Vai Tâm của Song Luân thực sự là một anh chàng hiền lành, không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng luôn là một chàng trai ấm áp. Đức của Huy Khánh mặc dù không có được đôi mắt biết nói như các nhân vật khác nhưng lại rất hoạt ngôn và lời nói, hành động của anh đều khiến cho khán giả không nhịn được cười. Nhưng xuất sắc nhất lại là Kiều Minh Tuấn, anh chàng Lộc với tính cách đanh đá nhưng lại diễn xuất rất ngọt. Vai diễn của anh cũng chính là người mang đến nhiều cảm xúc nhất dành cho khán giả. Còn diễn viên người Thái Lan Nene diễn xuất còn khá yếu, tuy nhiên cô lại rất xinh đẹp và dễ thương nên phần nào cứu vớt được phần kỹ năng diễn xuất còn khá kém của mình. Lật Mặt đã mang đến những thước phim đầy ấn tượng với khung cảnh đồi núi, sông suối, những vườn cà phê bát ngát hay con đường khó khăn khi về bản. Những cảnh quay từ trên cao mang đến cảm giác thỏa mãn cho khán giả khi được chứng kiến một thiên nhiên hùng vĩ của mảnh đất Tây Nguyên. Đặc biệt là cảnh quay trị giá hơn 1 tỷ đồng cũng xuất hiện cực kỳ đáng giá và giúp cho người xem cảm giác mãn nhãn khi theo dõi bộ phim này. Tuy nhiên thì phần âm thanh của bộ phim lại mắc một lỗi khá lớn, đó là phần lồng tiếng cho nhân vật Christine không tốt. Phần nào đó khiến cho khán giả cảm thấy khó chịu khi đến phần thoại của Christine. Và giá như Nene không phải lồng tiếng hoặc phần lồng tiếng được làm tốt hơn thì bộ phim sẽ trở nên thành công hơn. Lật Mặt Ba Chàng Khuyết chính là một bộ phim giải trí tốt, xứng đáng để bạn dành thời gian cuối tuần này đến rạp để thưởng thức bộ phim này. Phim hiện đang được công chiếu tại Tốt Cinema và các rạp chiếu phim khác trên toàn quốc. Hãy đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của rạp chiếu phim. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong những tác phẩm tiếp theo.